Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay cùng ngồi bếp với mình làm món thịt bò xào măng tây nhé. Thịt bò ở đây là mình mua 400g thịt bò. Măng tây thì mình mua nửa ký. Nửa ký măng tây tính ra thì nó cũng không còn bao nhiêu nha các bạn. Tại vì cái phần gốc này nó già lắm, mình cắt bỏ bớt rồi đó. Và thịt bò thì mình cắt ra rồi mình ướp vô đây là tỏi, nước tương với tí bột cà no. Rồi gia vị thì mình cũng chuẩn bị là tỏi băm, bột canh với bột cà no. Măng tây á, sau khi mình rửa sạch rồi mình trần qua nước sôi, nấu nước sôi đổ vào đây. Mình trần khoảng chừng 5 phút để cho làm cho măng tây lúc mình chiên cho nó giòn nha. Rồi bây giờ mình vớt ra rồi cái nước này mình ngâm nãy giờ 5 phút, bây giờ nó cũng còn ấm ấm thôi, nó nguội rồi đó. Rồi bây giờ măng tây mình sẽ làm trở lại lần nữa nha. Nãy mình cắt cái gốc mình bỏ rồi. Thì bây giờ mình tước lại cái phần mà nó hơi già này nè. Cắt mình bỏ một khúc rồi đó. Các bạn nhớ là trần qua nước sôi qua thôi chứ không phải là nấu đâu nha. Nó nhừ. Cái phần gần gốc này thì ta tước đi, cái phần nó hơi dài dài một tí. Món này các bạn lưu ý là khi xào ta đừng bỏ nước mắm nha. Nước mắm này nó không có ngon, thịt bò thì nó hợp với nước tương hơn. Có những món nấu người ta cần nước mắm nhưng mà có những món ta không có nấu nước mắm. Ta cắt ta bỏ đi cái phần già rồi thì cái này nó còn không có còn già lắm. Có cây thì nó ta thấy nó già già tí thì ta tước cái da này đi, lớp vỏ bên ngoài thì nó hơi sơ tí. Chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ ta bắt đầu bỏ lên bếp ta xào nhé. Giờ các bạn bắt chảo dầu lên trên bếp nha, cho nó nóng lên. Ta bỏ tỏi vào ta phi. Phi đừng có vàng quá nha các bạn, nó vừa tới là được. Bỏ ra một tí để lát nữa rồi xào với măng tây nha. Bỏ ra một tí thôi. Rồi ta xào thịt bò trước. Để lửa to nữa các bạn.
xào thịt bò vừa chín tới thôi. Đừng có xào lâu quá thịt bò nó sẽ dai nha. Trong thịt bò thì mình đã ướp nước tương với bột cà no rồi, cho nên nó cũng vừa vị ăn rồi, không phải nêm gì nha. Rồi trong cái nước này các bạn bỏ măng tây vào xào này. Cái tỏi phi hồi nãy các bạn bỏ vào cho nó thơm nha, nó có tí dầu đó. Bột no với muối hồi nãy bột canh hồi nãy cho các bạn chuẩn bị bỏ vào đây. Thêm một tí nước để cho măng tây nó chín. Rồi nó cạn thế này là được nha các bạn nha. Chúng ta đã xong được cái món măng tây xào thịt bò. Đây là cái cách làm mà mình hay làm ở nhà mình ăn.
chứ các bạn có cái bí quyết gì làm cho nó ngon hơn thì các bạn góp ý để với bình luận cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn nếu chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn.